Loa thép chống cháy tốt nhất thế giới, chống cháy 100%. Trước mắt anh em, đây là những cặp thép 500 này, 1 triệu này, trang bị chống cháy 100%, tốt nhất thị trường. Rồi, cháy là quá khứ rồi, giờ ai hỏi cháy nữa. Có rất nhiều anh em cứ hỏi là loa thép này liệu có chống cháy thật hay không, có đảm bảo chống cháy thật hay không, mở to có cháy không, hát có cháy không, đẩy có cháy không. Ok, giờ ai hỏi cháy nữa, hàng rẻ hàng mã mới cháy thôi, chứ còn đây nó là loa xịn. Anh em ham rẻ, anh em mua cái loại 100-200k, loại 100k 200k thì nó mới cháy thôi, chứ còn đây thấp nhất là 500.000, 1 triệu. Chúng tôi không buôn hàng rẻ, không bán hàng rẻ các bạn nha. Rồi, anh em quan sát này, loa thép chống cháy nó phải như thế này nhé. Nó đẳng cấp gấp 200 lần so với những thép tụ cản treo lủng lẳng, đúng không? 500k một cặp, khung gỗ đẹp, bao ship hàng chuẩn. Rồi, anh em liên hệ với chúng tôi, uy tín số 1 Việt Nam. Có nhiều anh em cứ hay bình luận là loại này liệu có chống cháy thật hay không, anh mua trên mạng mấy đôi về toàn cháy. Ok, mình như nói với anh em như này nhá, chỗ chuẩn bán uy tín thì lại không không tin, không mua, lại đi đâm đầu vào mua những cái loại cỏ rẻ về nó mới cháy cho đấy. Chứ đấy là cái trò đời mà, chỗ bán chuẩn thật thì lại không tin đấy, chỗ bán lừa lại tin. Đấy là nguyên nhân tại sao anh em hay hỏi có cháy có đứt không. Ok, đây, chống cháy 100%, tốt nhất thế giới, hàng bảo hành 1 năm. Đấy, có rất nhiều anh em sợ cháy tép như sợ chết vậy. Đấy là do anh em mua phải hàng rẻ, hàng mã năm cháy thôi. Cứ 5 người thì có 3 người hỏi, loa này có cháy không, có đứt không, mở to có cháy không, liệu có đảm bảo không. Đấy, cháy là quá khứ rồi. Nha, giờ ai hỏi cháy nữa, cháy là thời phong kiến rồi. Ok,